ngày 24 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2023, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh giảm mức lãi suất từ 0,5 đến 2% để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế của tỉnh đặc biệt là thực hiện tốt các chương trình chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm tạo điều kiện cho khách hàng được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ kéo dài thời gian trả nợ mà không bị chuyển sang nhóm nợ xấu qua đó tiếp tục được tiếp cận khoản dây mới để phục hồi sản xuất kinh doanh bên cạnh đó các hệ thống ngân hàng thương mại trong tỉnh cũng tích cực thực hiện các quy định cho vay phù hợp với quá trình chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay nhất là các gói tín dụng mua nhà ở xã hội gói tín dụng cho vay phát triển lâm thủy sản và gói tín dụng bình ổn thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Sau khi chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động tín dụng năm 2023 và dự báo những thuận lợi thách thức trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trà vinh đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động tín dụng năm nay. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về lãi suất các chương trình tín dụng cho giai nhà ở xã hội, cho giai tín dụng phát triển lâm thủy sản và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp được dây vốn ngân hàng để phát triển. Mục tiêu của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh trong năm nay phấn đấu thực hiện đạt tổng dư nợ cho vay tăng trưởng từ 14 đến 15% so với năm 2023 và đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng trong tỉnh.